Hello, hello. Xin chào và xin cảm ơn anh chị đã quay trở lại với Di động Minh Huy và em là Minh Huy đây. Lần đầu tiên em Huy xin cảm ơn anh chị đã luôn dành thời gian theo dõi kênh YouTube Di động Minh Huy trong suốt thời gian vừa qua và em Huy chúc anh chị có một tháng mới thật là thuận lợi, làm gì cũng thuận lợi đấy anh chị nha. Và bây giờ là tháng 8 anh chị ạ, loanh quanh vài tháng nữa thôi là lại hết năm rồi. Cũng nhanh đúng không quý anh chị? Và em xin cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành cùng em nhé. Bên em là cửa hàng Di động Minh Huy, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng anh chị được kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền anh chị nha. Anh chị mua hàng ở đâu cũng thế, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mới thanh toán. Và những cái máy em đưa lên cho quý anh chị ở đây, trên góc độ cá nhân của em Huy ấy, một người cũng tương đối hiểu biết về máy, thì đây là những con máy tốt nhất trong tầm tiền đấy anh chị nhá. Thì em ưu tiên nhất là những cái hãng phổ biến như là Samsung và đấy, đa phần là Samsung, LG thôi, những cái hãng phổ biến. Và những sản phẩm em bán này mức giá cũng rất là hợp lý cho quý anh chị luôn. Anh chị đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp 0933 600386, là số điện thoại Zalo của em cũng có số đấy anh chị nhé. Thì có thể em gửi thêm hình ảnh, quay thêm chi tiết sản phẩm cho quý anh chị cũng ok. Anh chị mà chưa gọi điện mà bên em chưa nghe được thì anh chị vui lòng để lại tin nhắn giúp em. Ngoài ra anh chị cũng có thể đặt ở website didongminhuy.com anh chị nhé. Anh chị đi qua thì để em một nút đăng ký, một nút like là được. Bên em thì bảo hành 3 tháng, lỗ đội 10 ngày cho quý anh chị và sản phẩm bán ra 100% cam kết là men zin, màn hình zin nhá. Những con nào thanh lý thì em sẽ báo riêng anh chị nhá. Nói chung ấy là hôm nay em lên cho quý anh chị một con Samsung Galaxy S20 Ultra. Con này thì giá nó để cho quý anh chị là 4,5 triệu thôi anh chị nhá. 4,5 triệu thôi. Con này thì cấu hình cao, RAM sẽ là 12GB, bổ nhớ là 256GB cả nhá. Camera zoom lên đến là 100x anh chị nhá. Rất là ngon lành luôn. 4,5 triệu. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm một con nữa này. Con này là con Note 20 5G, con này cũng là phiên bản 256GB bản Hàn nhé. Và ngoài ra bên em còn có S21 bản Hàn 256GB, màn hình đẹp luôn, giá trị từ 5,6 triệu tôi đã có máy rồi. Hôm nay thì em lại có thêm cả Note 9 phiên bản 512GB, giá là chỉ loanh quanh 3,5 triệu. Và còn có cả Note 20 Ultra, một con máy đến từ phiên bản Hàn Quốc, phiên bản 512GB, xin lỗi cả nhà là 256GB, giá nó cũng loanh quanh ở mức rất là dễ tiếp cận thôi, hơn 8,5 triệu thôi anh chị nha. Hôm nay thì đầu tiên em giới thiệu cho quý anh chị một con máy rất đặc biệt mà nhiều anh chị muốn mua trong tầm giá chị là bao nhiêu ạ? Con này chị là hơn 2,5 triệu đã có ngay cả nhá, hơn 2,5 triệu đã có ngay là con Samsung Galaxy A32 5G anh chị nhá. Con này thì về cơ bản thiết kế em thấy rất đẹp mắt nha, bộ ba camera sau từng mắt một, giống như trên cái sản phẩm gì ạ? Như sản phẩm là S23 vậy anh chị ạ. S23 mới có những cái chấm mắt camera riêng như thế này, nhìn rất là đẹp và độc đáo nhá. Con này viên pin trâu hơn S23 nhiều, pin nó là 5000 mAh, và có dung lượng RAM ấy là bao nhiêu ạ? RAM con này sẽ có là bao nhiêu GB ạ? Con máy này sẽ có là 4GB RAM, bộ nhớ 128GB, chạy con chip là Dimensity 7720. Con này là có hỗ trợ 5G anh chị nhé, có 3 màu quý anh chị là chọn này. Màu trắng là nhiều nhất, sau đó đến màu đen và màu đỏ anh chị nhá. Anh chị chọn màu nào cũng được vì em để giá như nhau hết anh chị nhá. Về cơ bản ấy, em xin phép là đi sâu một chút về tính năng, còn ngoại hình thì anh chị có thể thấy qua video rồi. Đa phần là còn siêu viền nhá, siêu là cái siêu dán màn hình ấy, siêu chống xước đấy ạ, chứ không phải là cái xước tinh viền đâu. Và máy còn cực kỳ đẹp, rất đẹp nhá. Con này sẽ có cái màn hình đấy là màn hình 6.5 inch nhá. Màn hình 6.5 inch và màn hình đều trong trẻo đẹp, không ố ám, không phân màu gì cả anh chị nha. Và chức năng cũng khá là mượt mà anh chị nhá. Chạy con chip 720, có hỗ trợ 5G. Con này thì sẽ có là RAM là 4GB, bộ nhớ là 128GB. Nói chung là tất cả các ứng dụng chạy vẫn rất là ngon lành rồi. Quan trọng nhất vẫn là con chip anh chị nhá. Và tên con này là Galaxy Ram, nhưng mà ở Việt Nam thì gọi là Galaxy A32, nhưng con này phiên bản 5G nhá. Còn ở Việt Nam bạn có 4G thôi. Pin con này là 5000 mAh, thoải mái dùng nhá. Chưa hết, cam sau là điểm nhấn này. Cam sau cam chính là 48 chấm. Một camera góc siêu rộng nữa. Đây, cam chính này. Bật lên cho anh chị xem nhá, cam chính này. 48 chấm ngay đây nhá. Một camera góc siêu rộng nữa anh chị ạ, một camera góc siêu rộng nữa là 8 megapixel. Đấy, 8 megapixel camera góc siêu rộng nhá. Siêu rộng thì không thể đẹp bằng 48 megapixel camera chính được. Và con này có thêm cả gì ạ? Có thêm cả một camera đo chiều sâu, camera deep, ngoài ra còn có cả camera tele nữa anh chị nhá. Nói chung là camera rất là đầy đủ camera và nhìn rất thật nha. Cam trước thì có camera cũng tương đối ngon, hỗ trợ là 13 megapixel. Cam sau có khả năng quay video là 4K anh chị nhé, 4K 30fps. Nói chung là loa thoại nghe to rõ ràng. Về lắp sim là dùng thôi, máy một sim nhá. Con này để cho quý anh chị giá cũng rất là yêu thương, ở thể hiện tại là 2,850 triệu và có 3 màu cho quý anh chị là chọn nha. Tiếp tục thì lên cho quý anh chị S21 đi. S21 thì bên em đang có là màu trắng này. Đấy, màu trắng anh chị nhá. Phiên bản hôm nay về thêm phiên bản Hàn, giá từ 5,6 triệu thôi. Màn hình vẫn đẹp không ám mố nha. Hiện tại bên em có màu trắng, màu tím và cả màu hồng nữa anh chị nhá. Có cả phiên bản một sim lẫn hai sim và có cả phiên bản bộ nhớ
là bao nhiêu ạ? Có phiên bản bộ nhớ là 128 và 256GB. Vì vậy anh chị cũng có thể linh động lựa chọn giữa các phiên bản khác nhau, cũng như ấy, là các cái bộ nhớ khác nhau và tình trạng khác nhau. Đầu tiên lên cho quý anh chị một con máy bạn hàng. Con này sẽ có cấu hình như sau này. Đầu tiên là lên cho quý anh chị nhà vào bên Hàn về vẫn còn tiếng Hàn nhá. Đây, để em cài lại tiếng Việt cho. Máy là bạn quốc tế đầy đủ tiếng Việt hết anh chị nhá. Tiếng Việt hết rồi. Đấy, tất cả những máy ở đây đều có tiếng Việt hết nha. Màn hình này, màn hình cho quý anh chị xem này, màn hình đẹp, không ù ám, không phân màu gì anh chị nhá. Không biết là mình xem qua video có thấy màn hình đẹp không, nhưng mà ở trước mắt em nhìn là màn hình đẹp, không ù ám, không phân màu gì. Em nhìn qua video thì thấy nó hơi hồng một tí ấy, nhưng mà thực chất là do cái camera quay thôi, chứ còn màn hình vẫn đẹp, không ù ám, phân màu gì nhá. Anh chị lưu ý giúp em nhá. Cái lưng này lưng màu trắng anh chị nhá, và khung viền vẫn còn tương đối đẹp nhá. Có cấn phẩy nhẹ nhẹ thôi, siêu nhẹ ở đây này, cấn phẩy một tí xíu ở đây nhé, còn lại rất đẹp nha. Đấy, con này giá 5,6 triệu, tặng cho quý anh chị là ốp lưng, giá màn hình PPF và sạc cáp siêu nhanh 25W, anh chị không lấy phụ kiện em trừ ngay 200.000 nhé. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con nữa này, con này giá 5,990.000 đồng anh chị nhé, 5,990. Con này lưng cũng còn đẹp nhé, đẹp hơn con kia nha, lưng con này đẹp hơn con kia này. Khung viền thì cạnh trên vẫn còn tương đối đẹp nhé, có xước nhẹ nhẹ thôi. Đấy, cạnh bên, cạnh dưới này, cạnh dưới chân sạc cũng có xước chút chút nhé. Và chức năng ngon lành nha. Màn hình cũng đẹp nhá, không ù ám, không phân màu gì anh chị nhá. Màn hình siêu đẹp luôn, không ù ám, không phân màu gì. Giá để cho quý anh chị con này thì 5,990, tặng ốp lưng, giá màn hình và sạc cáp siêu nhanh 25W. Anh chị không lấy sạc cáp siêu nhanh 25W, em bớt ngay cho quý anh chị 200.000 nha. Đấy. Cả nhà thấy chưa? Những con máy mà em báo phụ kiện là mới có anh chị nhá, còn không báo là không có đâu ạ. Anh chị lưu ý giúp em. Đấy, camera phía sau này cũng rất là đẹp và sắc nét nhá. Cam sau có camera X1, camera X0.5, camera zoom lên đến là 30x nhé. Con này kính cường lực được bảo vệ là kính cường lực Vitos, và camera rất là ngon, khung viền bằng kim loại nhé. Con này thì giá nứt thời điểm hiện tại luôn. Cấu hình ngon, giá lại hợp lý. Để cho quý anh chị con này giá là 5,990.000 đồng. Còn những con máy Mỹ mà 2 sim thì giá cao hơn một tí anh chị nhé. Nhưng con này giá để cho quý anh chị là 6,2 triệu. Vẫn đầy đủ phụ kiện nha, như con này còn có cả siêu viền này, anh chị thấy chưa? Siêu viền nhá, cái này là siêu viền này. Đấy, siêu đẹp luôn anh chị nhá. Chức năng thì ngon lành và mượt mà anh chị nha. RAM con này là 8 bộ nhớ 128GB, 2 SIM 2 sóng, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Tất cả máy đều ngon lành nguyên bản hết cả nhá, và đẹp, siêu siêu đẹp luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn những con máy Hàn thì nó xước hơn một xíu anh chị nhá. Rồi tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị thêm một số mẫu máy khác như là Note 20. Đây là phiên bản Note 20 5G anh chị nhá. Con này là máy bạn Hàn anh chị ạ, máy bạn Hàn sẽ có RAM 8 bộ nhớ 256GB. Khung viền thì em thấy là khung viền mới thì còn đẹp anh chị nhá. Khung viền này là khung viền mới còn đẹp này. S Pen thì đầy đủ chức năng nhé, có vẽ viết, có điều khiển luôn. Cả màn hình thì đẹp nhé, màn hình đẹp không màu ám, không phân màu gì anh chị nhá. Cái camera hôm nay quay thì nhìn cái màn nó hơi hồng, nhìn con nào nó cũng hồng. Nhưng mà màn này là đẹp 100% anh chị nhá, màn đẹp 100%. Đấy, báo trước cho quý anh chị, tại vì bên này ấy, lưng những con máy sau lưng này này, nó là mạng màu trắng. Lưng máy sau lưng là mạng màu trắng, trắng kiểu trắng sáng ấy, trắng A4 ấy, còn cái màn hình điện thoại thì người ta sẽ làm là hơi hồng nhẹ hoặc hơi vàng nhẹ để mà thuận cho mắt. Đấy, nên là nhìn quay nó sai màu như thế thì lần sau em không úp lưng mấy con máy này nữa. Đây cho quý vị xem bộ nhớ này, máy bạn Hàn này sẽ có RAM 8 bộ nhớ 256 anh chị nha. Vẫn có hỗ trợ 5G này. S Pen này cho anh chị xem nhá, S Pen đầy đủ chức năng, có vẽ viết và có điều khiển từ xa hết anh chị nhá. Đầy đủ chức năng vẽ viết và điều khiển. Ok là hết anh chị nhá. Nói chung là cái này bao cho quý anh chị luôn. Đấy, màn hình thì đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Camera con này rất là hay, lại dùng chung với S21 anh chị nhá. Có camera tele 64. Camera X1 và camera góc rộng này, khả năng zoom thì vẫn là zoom 30x anh chị nhé. Zoom 30x nói chung là máy dùng thoải mái. Cấu hình ngon, chức năng ngon lành. Hôm trước anh chị nào hỏi thì hôm nay em có rồi nhá. Viền tất nhiên cũng có đôi tí cấn xước nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà tổng quan vẫn còn đẹp anh chị nhé. Giá con này để quý anh chị rất là yêu thương. 5,6 triệu tặng ốp lưng, giá màn hình sạc cáp siêu nhanh 25W. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm một con Samsung Galaxy S20 Ultra anh chị nhá. Con này giá chỉ là 4,5 triệu thôi là đã có S20 Ultra rồi anh chị ạ. 4,5 triệu nhá. Máy tặng ốp lưng và giá màn hình cho quý anh chị nhá. Ốp lưng và giá màn hình, cụm camera thì vẫn còn đẹp và sắc nét nhá. Lên cho quý anh chị xem là cụm camera cũng còn đẹp và sắc nét. Con này thì đợt trước nó hay bị lỗi cái camera anh chị ạ. Con này đợt trước hay bị lỗi cam thì em lâu em cũng không làm. Không làm cái dòng S20 Ultra này. Anh chị lấy S20 Ultra lưu ý nhá, cái cam rung này này. Cam zoom và cam rung ấy nó hay bị lỗi, hay bị ao nét. Đấy thì đợt đấy em nhập máy em sợ quá, em trả hết đầu hàng luôn và em bỏ luôn cái mã này. Đợt này thì đầu hàng lại chào em một con này thì cũng khá là hay, giá rất là hợp lý, 4,5 triệu thôi. Thì chức năng cam thì em đã test kỹ rồi nhá, rất là ngon lành nhá. Cụm camera đẹp và sắc nét này. Zoom 100x anh chị nhá, con này có khả năng zoom đến là 100x. Nói chung là zoom thoải mái luôn. Đấy, camera X0.5 này,
X1 và zoom đến 100x nhá. Cam trước cũng đẹp và sắc nét. Đấy, quay cho quý vị xem nhá, cam trước cam sau đều đẹp luôn. Màn hình thì đẹp, không ủ ám, không phân màu gì, nhưng mà có một chút đốm ở đây cả nhá, một chút đốm ở đây thôi. Còn chức năng thì ngon lành hết, khung viền em thấy là cũng còn đẹp. Đấy, khung viền vẫn còn đẹp nhá, chỉ đốm một chút thôi. Đốm này thì thoải mái dùng anh chị nha. Con này có RAM 12, bộ nhớ 256GB, pin là 5000 mAh. Nói chung là chip 865 nữa thì chiến game, quậy game khỏi phải bàn luôn cả nhá. Pin 5000 này, máy móc mượt mà, trâu, bền bỉ, giá 4,5 triệu, tặng úp lưng và dán màn hình. Cụm camera thì uy tín luôn anh chị nhá. Cụm camera uy tín luôn. Em còn một con nữa màn đẹp hơn con này và giá cũng 4,5 triệu thôi, nhưng mà cụm cam thì nó mất rung cả nhá. Mất gọi là ao nét ấy, hơi ao nét, chụp ảnh hơi khó khăn một chút. Còn con này chụp ảnh ngon lành luôn. Máy móc ngon lành luôn, chỉ bị gọi là chấm mực thôi. Chấm mực một chút như hình nhá, thì giá để cho quý anh chị là 4,5 triệu thôi. S20 Ultra lâu lâu với lại về. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con S21 Plus anh chị nha. S21 Plus cấu hình ngon, giá êm. Con này thì lưng còn đẹp này, rất đẹp nhá. Khung viền thì vẫn còn tương đối đẹp nha. Chân sạc có sức xíu xíu thôi. Còn lại tổng quan ngon lành nhá. Màn hình thì đẹp, không ủ ám, không phân màu gì. Giá con máy này để cho quý anh chị cũng rất là yêu nhá. Giá con này siêu yêu luôn. Màn hình đẹp không ủ ám rồi nhá. Em để lâu hết pin rồi. Giá con này để cho quý anh chị là 6,990,000 đồng thôi. Tặng ốp lưng, dán màn, sạc cáp siêu nhanh 25W. Vẫn là câu nói quen thuộc, không lấy phụ kiện trừ hai lốp anh chị nhé. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm một con Samsung Galaxy S22 5G. Con này thì máy móc đẹp này, lưng đẹp, liên kang spare, máy bạn Mỹ, 2 SIM 2 sóng, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Cụm camera siêu đẹp, sắc nét anh chị nhé. Khung viền các cạnh em thấy là vẫn còn đẹp này. Cạnh trên này còn đẹp và nét căng nhá. Cạnh bên vẫn còn đẹp và nét căng này. Đấy, các cạnh còn siêu đẹp anh chị nhé. Không biết là có bị ao nét không đấy, nhưng mà em quay thì cũng rất là sắc nét rồi. Khung viền đẹp này, lưng đẹp, màn hình đẹp không ồ ám, không phân màu gì. Con này thì sẽ có màn hình 6.1 inch, tần số quét màn hình 120Hz rồi anh chị nhá. Màn hình siêu mượt mà luôn và độ đẹp màn hình thì không có gì để bàn cãi nữa rồi. Camera phía sau cũng siêu đẹp nhá, có cam 0.6x1 zoom 30x. Cam trước cũng đẹp, sắc nét, nói chung là không có vấn đề gì để chê cả. Và giá con này để quý anh chị là 8,6 triệu, tặng ốp lưng, giá màn hình và sạc cáp siêu nhanh 25W. Đấy, S22 5G nhá, chạy con chip Snap 8 Gen 1 rồi anh chị nhá. Chip đời cao cấp và tối tân luôn. Tiếp tục lên thêm cho quý anh chị dòng S20 Plus bên em. S20 Plus thì cấu hình cũng khá là ngon rồi anh chị ạ. Có vân tay một chạm bên trong màn hình, con nào đa phần cũng thế nhá. Mấy con đời cao này cũng thế. Và con này sẽ có cái gì ạ? Màn hình nó là tần số quét 120Hz anh chị nhá. Màn hình con này là 6.8 inch, tần số quét 120Hz, RAM 12, bộ nhớ 128, hỗ trợ 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM điện tử. Máy móc thì dùng siêu mượt mà anh chị nhá, RAM 12, bộ nhớ 128GB. Đấy, tổng quan là khung viền các cạnh đẹp này, các cạnh đều còn rất đẹp nha. Màn hình con này cũng đẹp, không ủ ám, không phân màu gì. Lưng vẫn còn siêu đẹp luôn. Như con này thì giá để cho quý anh chị chỉ là 5,550,000 đồng thôi. Máy móc nét đẹp nhá, RAM 12, bộ nhớ 128 cả nhá. Và chức năng ngon lành. Đấy, màn hình thì đẹp, không ủ ám, không phân màu gì. Camera 0.5x1. Chia sẻ với anh chị một chút là cái dòng S20 Plus và cái dòng S20 Plus và cái dòng Note 20 5G là dùng chung camera với S21 nhé. Có nghĩa là ba con này thì gần như camera sau giống nhau đến 90%, là bộ camera sau khá là đồng giống nhau cả nhá. Chức năng thì ngon lành mượt mà rồi. Con này thì có pin là 4,500, để cho anh chị giá rất là yêu nhá. S20 Plus giá để cho quý anh chị rất là yêu luôn, màn hình cong tràn. Đấy, đẹp không ồ ám gì. Con này để cho quý anh chị mức giá bây giờ là 5,550,000 đồng, tặng ốp lưng, dán màn, sạc cáp siêu nhanh 25W và anh chị không lấy phụ kiện trừ hai lốp nha. Tiếp tục Note 20 Ultra. Con này thì cấu hình cũng rất là ngon trong tầm tiền rồi, Snap 865. Những con máy Note 20 Ultra anh chị đi mua thì lưu ý một chút là phần màn hình nhá. Màn hình thì có những con nó cũng đã bắt đầu già rồi, có những con này nó bị sọc siêu mờ, anh chị khó mà là thể thấy được. Như con này này, lưng còn rất đẹp nha, siêu đẹp luôn. Cụm camera gọi là sáng đẹp, choang luôn anh chị nhá. Khung viền cạnh trên, cạnh bên và các cạnh còn rất đẹp theo thời gian anh chị nhá, siêu đẹp luôn ạ. Màn hình thì đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Chức năng thì mượt mà nhá, màn hình siêu đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Chức năng thì siêu mượt mà đó anh chị nha. Camera phía sau có cam chính 108MP, cam 0.5 này, cam zoom này. Nói chung khả năng zoom mình đến 50x, thoải mái dùng nhá. Cam trước cũng đẹp và sắc nét. Nói chung là cam dòng này không có gì để chê cả. S Pen đầy đủ chức năng vẽ viết và có điều khiển nha. Màn hình thì đẹp, không ồ ám, phân màu gì, không có một điểm chết nào trên màn hình cả. Và giá con này để cho quý anh chị chỉ là 8,5 triệu, tặng ốp lưng, dán màn, sạc cáp siêu nhanh 25W và không lấy phụ kiện bớt hai lốp, được chưa? Tiếp tục này, lên cho quý anh chị một con Samsung Galaxy S21 Ultra. Thì mã này bên em cũng sắp hết rồi, còn vài con anh chị nhá, đơn mới lại về và vẫn lại về anh chị nhá. Mã này thì được cái là màn hình được bảo hành chính hãng 2 tháng, thì anh chị cứ yên tâm và sử dụng nha, thoải mái luôn, thoại con gà mái luôn.
Màn hình thì đẹp không ồ ám, không phân màu gì anh chị nhá. Màn hình siêu đẹp, không ồ ám, không phân màu gì cả. Màn hình là 6.8 inch anh chị nhá và 2K cộng, tần số quét 120Hz, S21 Ultra. Con này có viên pin 5000 mAh, cam sau có camera siêu rộng X1, X3, camera zoom lên đến 100x, cam trước đẹp không ồ ám, pin 5000 dùng thoải mái nha. Và con này thì có thể sử dụng cả S Pen, bút vẽ viết bình thường nhá. Bảo hành 3 tháng và bảo hành màn hình chính hãng 2 tháng cho quý anh chị, thoải mái sử dụng. Máy thì đẹp, liên keng xài beng như mới này, còn nguyên siêu, tặng ốp lưng, dán màn hình, sạc cáp siêu nhanh 25W nhá. Dán màn hình thì hãng người ta dán sẵn rồi, cũng không đến tay em dán đâu. Đấy, màn mới liền khung hãng nhá. Con này để quý anh chị là 9.800.000 đồng và ship code toàn quốc, nhận hàng được kiểm hàng thoải mái mà thanh toán tiền. S21 Ultra nhé, máy cực kỳ chất lượng và ngon lành. Tiếp tục, lên thêm cho quý anh chị yêu thích, đam mê máy giá rẻ thì lên cho anh chị thêm hai con S7e. Nếu mà anh chị, hai con S7 màn thẳng nhé, anh chị mà có điều kiện kinh tế vừa vừa thì mua mấy con này dùng ok nhé. Máy móc thì zin đét, khét led, được chưa? Và chất lượng luôn. Đây, nhìn cái máy ưng chưa này, siêu ưng nhá, rất đẹp này, lưng đẹp, len keng xài beng nhé. Khung viền cạnh trên này cũng còn siêu đẹp này, cạnh bên siêu đẹp, cạnh dưới cực kỳ đẹp nhé. Máy thế này là còn quá đẹp rồi. Có hai con, hôm nay em bán đồng giá 1.2 triệu một con nhá. Samsung Galaxy S7 1.000.000 con một hai thôi, 1.2 triệu một con thôi. Màn hình thì cũng ở mức là tương đối nhá, có lưu hình nhẹ và khá là dễ nhìn nhá. Anh chị xem qua video thấy này, màn hình nó có lưu hình nhẹ cả nhá và khá là dễ nhìn thôi. Dường như là mình nhìn sơ sơ qua thì là đẹp luôn, không ồ ám gì. S7 thì vẫn có cấu hình ngon, dung lượng RAM là 4, bộ nhớ là 32GB. Hiện tại thì camera chụp ảnh vẫn nét nha, siêu nét nha. Cam trước này chụp ảnh đẹp, sắc nét luôn. 1.2 triệu một con và có hai con duy nhất anh chị nhé, có hai con duy nhất thôi. Màu bạc rất đẹp, siêu đẹp nhá. Có bị lưu hình nhẹ nhưng em bán giá rẻ anh chị em là 1.2 triệu một con. Còn anh chị thích máy màn đẹp luôn không ồ ám thì giá nó cao hơn. Đấy, cao hơn thì cũng tương đối. Nên anh chị em thích màu nào thì mình xài màu đấy anh chị nhé. Chức năng nghe gọi ngon lành bình thường, đầy đủ tiếng Việt hết, về lắp SIM là dùng. Camera trước sau sắc nét, vân tay một chạm ok la. Hiện tại vẫn có thể cài đầy đủ ứng dụng, chạy app cũng các thứ thoải mái được, mượt mà luôn và ngon lành. Đấy, giá để anh chị em con này để quý anh chị là 1.2 triệu một con, có hai con duy nhất. Tiếp tục thì một cái dòng khác cũng bán rất là cháy bên em, Samsung Xcover 5 nhé. Cái dòng này thì có kháng nước kháng bụi, chuẩn quân đội luôn, máy móc dùng siêu mượt mà. Em đã có video test ngâm nước, ngâm đụng các thứ thoải mái rồi, làm đủ trò luôn cho anh chị rồi. Hiện tại bên em đang có hai màu cũng như là hai mức giá khác nhau. Đầu tiên ấy là với những con màu trắng đẹp thì giá em để cho quý anh chị rất yêu thương anh chị nhé. Với những con màu trắng đẹp ấy thì em để cho quý anh chị mức giá rất yêu thương, trắng đẹp như thế này, gọi là đẹp, rất đẹp nhé, siêu đẹp luôn ạ. Dường như không thấy một cái vết xước nào trên con máy cả và máy cực kỳ đẹp. Con này pin 3000 thôi nhưng mà dùng pin trâu lắm, dùng cả ngày ok nhá. Chức năng nếu mà anh chị dùng để sử dụng mạng xã hội để nghe gọi thì đúng là dùng cả ngày thoải mái. Camera sau và camera trước đều sắc nét, cam trước là 5 megapixel, cam sau là của nó là bao nhiêu ạ? Hiện tại cam sau 16 chấm nhá. Và con này đã được bán chính hãng với mức giá 7 triệu, có kháng nước kháng bụi, chuẩn quân đội luôn, chống va đập luôn, ngon lành, lắp SIM vào là dùng. Đang chạy Android mới nhất luôn, Android 13. Anh chị cứ mua những con này thì cấu hình quá ngon và giá quá hợp lý. Những con này em để quý anh chị mức giá rất yêu thương là 2.150.000 đồng cho máy màu trắng. Máy màu đen là 2.300.000 đồng anh chị nhé. Chức năng mượt mà, máy móc ngon lành, màu đen thì còn đúng một con thôi, còn màu trắng thì còn vài con. Đấy, hiện tại thì bên em vẫn còn đấy, màu trắng còn khoảng gần chục con, còn màu đen thì còn 1-2 con thôi anh chị nhé. Màu xanh cũng có 1-2 con thôi, màu xanh giá bằng màu đen là 2.300.000. Chức năng thì ngon lành mượt mà anh chị, nếu mà mua dùng hoặc mua cho bố mẹ, mua người thân rất là ngon nhá. Đặc biệt là những anh chị đi làm đồng, làm nương rẫy, hoặc là anh chị có bố đi làm nương rẫy, làm đồng ấy, bố mẹ, thì anh chị có thể mua tặng bố mẹ những con máy như này rất ý nghĩa nhá. Bây giờ mua mới cũng phải 7 triệu thì đi mua cũ nó chỉ có 2 triệu 1 50 là những con màu trắng, rất là êm và tuyệt vời luôn. Nhiều khi bố mẹ đi đồng các thứ vất vả ấy, mồ hôi này, nhiều khi bố mẹ lao động, anh em mình đi lao động là biết ngay, mồ hôi nó ướt hết cả áo, nhiều khi cái máy nó tắm trong nước mồ hôi luôn anh chị ạ. Cái đấy là có thật nhá, em cũng đi từng đi làm bốc vác các thứ ở chung cư em cũng hiểu. Ngày xưa em cũng đi thi công điện, bốc vác trong chung cư em cũng hiểu. Ngoài ra ấy thì nhiều khi mình không may đi đồng, đi rẫy các thứ, mình làm rơi xuống nước các thứ không may thôi, nhưng mà cái máy nó vẫn ngon lành đấy. Và một điểm nữa là máy nó rất nhỏ gọn, cầm vừa tay. Nhiều cô chú có máy điện thoại đấy nhưng không dám mang đi làm tại vì nó to, sợ nó rơi hoặc là sợ nó bị va đập này kia, nhưng những con máy này siêu bền bỉ nhá. Nếu mà anh chị muốn mua cho bố mẹ hãy mua ngay đi, những con máy này cực kỳ chất lượng luôn. Em về lô hàng này rất ít máy nhá, còn vài chục cây thôi, không có nhiều anh chị nhá, cực kỳ ít máy. Rồi thì bây giờ đến cuối video rồi, em Huy thì cũng xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo
theo dõi và động viên em. Cả nhà em chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và đừng quên là để lại em Huy ủng hộ em Huy bằng cách bấm like và bấm đăng ký kênh thôi là em Huy đã rất là vui và hạnh phúc rồi. Chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và có một tháng mới thuận lợi. Em Huy xin cảm ơn. Bye bye.